Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Bước sang năm 2021, tuổi Hợi không bị ảnh hưởng nhiều của thái tuế. Có thể nói, năm Tân Sửu là năm bình ổn của những con giáp. Nhưng vì quá bình ổn nên khiến con giáp mất đi động lực phấn đấu, đạt được nhiều bước tiến. Chính vì điều này mà gây ra nhiều bất lợi cho người tuổi Hợi trong năm Tân Sửu. Vậy trong năm 2021, vận trình của người tuổi Hợi sẽ xảy ra những điều gì? Để có thể biết thêm chi tiết về vận trình, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của tuổi Hợi trong năm 2021 Tân Sửu, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Tổng quan tử vi tuổi Hợi năm 2021. Bước sang năm 2021, người tuổi Hợi không xung khắc với thái tuế, lại không có nhiều hung tinh chiếu mệnh. Vì thế mà xuyên suốt tử vi tuổi Hợi 2021 là cảm giác bình ổn, chưa có tín hiệu mang tính bùng nổ hay đột phá, nhưng cũng không thấy điều gì quá xấu xảy ra. Có thời điểm bình ổn gây khá nhiều bất lợi, lúc ấy rất cần phải đánh thức tiềm năng trong bạn thì mới gặt hái được thành công rực rỡ. Ngoài ra bản mệnh cần mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài, thái tuế. Pháp khí sẽ nghênh đón quý nhân, hóa giải những hung tinh và từ đó mang cát lành, may mắn, bình an cho bản mệnh. Năm có thiên tài và thiên ấn trợ mệnh, tốt cho việc thăng tiến lên các chức vụ cao trong công việc. Đồng thời cũng thúc đẩy nhiều nguồn thu nhập phụ, góp phần cải thiện đáng kể tình hình tài chính trong năm. Đồng thời có sự xuất hiện của dịch mã động tinh, báo hiệu sự tất bật, sôi động trong nhiều phương diện của cuộc sống. Ví như, cơ hội việc làm nhiều hơn, bản mệnh thường xuyên được cử đi công tác xa, học hỏi, mở rộng tầm mắt. Tuy có chút mệt mỏi về thể chất nhưng bù lại, tinh thần thoải mái, phát huy năng lực tiềm ẩn, từ đó thúc đẩy quan lộ thanh thang, rộng mở. Thu nhập ngày càng gia tăng do có thêm nhiều nguồn thu phụ từ kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản. Chuyện tình cảm thay đổi theo hướng tích cực. Có điều trong năm, bản mệnh vẫn cần chú ý vấn đề sức khỏe. Điều khách hung tinh có thể gây bất lợi cho cơ thể hoặc mang tin buồn đến cho gia đình bản mệnh. Sự nghiệp, quan vận. Thứ nhất về công việc, sự nghiệp năm 2021. Năm Tân Sửu, công việc của người tuổi Hợi duy trì ở mức ổn định, không có quá nhiều thăng trầm. Người làm công ăn lương vẫn tiếp tục với những kế hoạch, dự định của mình. Đây là thời điểm để nhìn lại toàn bộ quá trình phấn đấu, củng cố các kỹ năng cũ, gia tăng kỹ năng mới, tạo bước đệm, sự chuẩn bị kỹ càng cho các bước đột phá, thời điểm bùng nổ sắp tới. Thêm vào đó, hai các thần thiên tài và thiên ấn xuất hiện trong vận trình mang tới không ít cơ hội tốt cho việc thăng tiến lên các chức vụ cao trong công việc. Đồng thời cũng thúc đẩy nhiều nguồn thu nhập phụ, góp phần cải thiện đáng kể tình hình tài chính trong năm. Trong năm, mặc cho những khó khăn mang tính thời cục chủ quan, nhưng các tác động từ chuyên gia phong thủy còn nói tuổi Hợi vẫn có nhiều cơ hội việc làm tốt. Vì thế không phải lo lắng nếu vấp phải những trở ngại ban đầu. Nhất là những ai vừa mới bắt đầu đi làm hoặc khởi nghiệp riêng cho mình lại càng phải vững vàng tâm trí. Ngoài ra, các chuyên gia phong thủy nếu có muốn công việc suôn sẻ và làm ăn tốt lành thì người tuổi Hợi cần mang bên mình pháp khí phong thủy vòng tam giác khai vận. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn về cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ, công việc hanh thông, phát triển, quan hệ công việc cũng dần tốt đẹp. Thứ hai về quan vận, lộ trình thăng tiến năm 2021.
Nếu kỳ vọng Tân Sửu là năm có sự thăng tiến mang tính đột phá, e rằng người tuổi Hợi sẽ cảm thấy hụt hẫng. Dù xuất hiện khá nhiều cơ hội thăng chức, nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở các chức vụ phụ cấp, trợ lý, hỗ trợ. Để phấn đấu làm trưởng vẫn cần một thời gian dài cố gắng nữa. Đa phần tuổi Hợi đều thích sự ổn định, thiếu tính chủ động cũng như tham vọng thăng tiến. Quá bình ổn cũng gây ra bất lợi, đó cũng là lý do khiến bản mệnh bỏ lỡ không ít cơ hội. Vậy nên, cần phải đánh thức con người tiềm năng trong bạn, cần phải thay đổi lối suy nghĩ, tư duy, ắt mọi chuyện sẽ được cải thiện đáng kể. Năm có dịch mã động tinh biểu tượng cho sự biến động, thay đổi. Nếu biết tận dụng tốt lợi thế này, đảm bảo quan lộ thêm thuận lợi vô cùng. Về tài lộc, tiền bạc. Xét về tổng thể tử vi tuổi Hợi 2021, về tài lộc có xu hướng gia tăng, đa phần ở các nguồn thu nhập phụ từ kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản. Thu nhập chính hầu như khó tăng, nhất là ở nhóm người làm công ăn lương. Ngược lại, nhóm người làm tư, làm chủ hoặc chuyên đầu tư lại có thể triển vọng tốt về thu nhập chính. Tuy nhiên, đa phần tuổi Hợi không quá coi trọng vật chất, không quá tham vọng về tiền bạc. Trong năm vận khí bình ổn như 2021, người tuổi Hợi lại càng dễ thiếu động lực phấn đấu, làm giàu. Hoặc giả, nếu có, ban đầu cũng rất hứng khởi, nhưng thiếu mục tiêu và kế hoạch rõ ràng, sau cùng sẽ bỏ dở giữa chừng. Ngược lại, nếu thêm một chút tham vọng, một chút mạo hiểm, bản mệnh sẽ gặt hái thành quả rực rỡ về phương diện này. Có dịch mã động tinh xuất hiện mang theo sự thay đổi linh hoạt, chỉ cần dám nghĩ, dám làm và quyết tâm cao độ, tiền bạc chỉ là vấn đề nhỏ, nằm trong tầm kiểm soát. Ngoài yếu tố tham vọng và quyết tâm, chỉ cần một chút yếu tố may mắn và cát lành. Chính vì vậy, bản mệnh hãy đeo bên mình pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp bản mệnh xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu, ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Từ đó chiêu tài lộc, tăng may mắn, cát lành và tăng vận khí cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang theo bên mình sẽ luôn được quý nhân tương trợ và giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư trong năm 2021. Tình duyên, gia đạo. Một năm vận khí bình ổn mang tới khá nhiều thuận lợi cho phương diện tình cảm của người tuổi Hợi. Tuy nhiên, với người độc thân thì đây không phải là một tín hiệu tốt. Bản mệnh vẫn cố chấp suy nghĩ, không mấy tích cực, ghét thay đổi nhịp sống hiện tại, không thích bị làm phiền hoặc lo lắng, sợ hãi khi nghĩ tới trách nhiệm, sự ràng buộc. Bởi vậy mà tình duyên vẫn khá lận đận. Với những ai đã có đôi, có cặp hoặc đã lập gia đình, tình cảm ngày càng thắm sắc, có thể đón hỷ tín, tin vui về chuyện con cái. Cho nên để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên người tuổi Hợi hãy mang bên mình pháp khí tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời những người độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Về sức khỏe, bản thân của người tuổi Hợi vốn đã mang trong mình nhiều phúc khí nên sức khỏe khá tốt, ít đau ốm hay mắc bệnh tật nghiêm trọng. Trong năm 2021, vận khí bình ổn, bản mệnh không phải lo ngại quá nhiều về vấn đề sức khỏe. Có chăng cũng chỉ là do những lúc tinh thần căng thẳng mà mệt mỏi, đau đầu. Chỉ cần giải tỏa kịp thời là mọi thứ lại đâu vào đó. Có điều cần đề phòng điều khách khung tinh mang điểm báo tai nạn bất ngờ hoặc gia đình có tin buồn. Nhắc nhở bản thân đi đến cẩn trọng, đồng thời giữ tâm thái điềm đạm, sẵn sàng ứng phó với những chuyện bất ngờ xảy ra. Vì vậy, để có một năm bình an, bản mệnh hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp bản mệnh xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa phù hộ bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi. Chi tiết tử vi 2021 cho từng tuổi Hợi. Thứ nhất, tử vi 2021 tuổi Đinh Hợi, sinh năm 1947, ốc thượng thổ. Người tuổi Đinh Hợi đón năm Tân Sửu với vận trình khá ổn định, tuy không đến mức vượng phát, sực sỡ, nhưng cũng có điều là không cần phải đáng lo ngại. Ở độ tuổi này, bản mệnh có thể an tâm tận hưởng tuổi già bên con cháu, không phải suy nghĩ nhiều về vấn đề tài chính hay con cái. Các đãi ngộ xã hội trong năm cũng rất ổn định, ngư sự có quý nhân trợ giúp, được hỗ trợ, lo liệu từ đầu tới cuối, không có bất cứ vướng mắc nào. Gia đạo êm ấm, bản mệnh hạnh phúc, nhìn con cháu hòa thuận
và luôn quan tâm trong năm mình. Thứ hai, tử vi 2021 tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, bình địa mộc. Năm 2021 đối với người tuổi Kỷ Hợi mà nói là một năm bình ổn, không có nhiều biến động nhưng cũng tránh được những chuyện bất ngờ xảy ra. Vận trình được quý nhân che chở, dù trong tình huống khó khăn nhất cũng sẽ sớm tìm được lối thoát và phá vỡ thế bế tắc. Tuy nhiên, vận may chỉ quyết định một phần, chủ yếu vẫn phải dựa vào nỗ lực, thay đổi và hoàn thiện chính bản thân thì mới mong cuộc sống êm ả. Tuổi Kỷ Hợi tốt nhất nên chuẩn bị trước tâm lý, cho dù phải đối diện với những trắc trở, khó khăn, cũng không nên nhụt chí, sợ hãi hay bi quan mà nên giữ tâm lý ổn định, tích cực thì vận số trong năm sẽ trôi qua rất êm đềm. Thứ ba, tử vi 2021 tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, thoa xuyến kim. Đây là một năm có lợi cho đường công danh, sự nghiệp của Tân Hợi sinh năm 1971. Cơ hội phát triển trong năm tăng lên, lại thêm được quý nhân nâng đỡ. Nhờ vậy mà con giáp này có thể nhận được sự công nhận và đánh giá cao từ mọi người nhờ những gì mình đã làm. Tuy nhiên, áp lực trong năm cũng không nhỏ, đòi hỏi mệnh chủ phải luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đương đầu với mọi việc, tránh để cơ hội trôi qua. Vấn đề tình cảm, gia đình nhìn chung bình ổn, dù có khúc mắc cũng nhanh chóng được giải quyết và làm lành. Thứ tư, tử vi 2021 tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, đại hại thủy. Đối với người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, năm Tân Sửu sẽ đón khá nhiều thách thức. Cơ hội phát triển tăng lên, đi kèm là thách thức và áp lực, đòi hỏi tâm lý của mệnh chủ phải thật vững vàng thì mới có thể đối phó với mọi điều xảy đến. Bản mệnh đừng quá lo lắng, vận quý nhân trong năm khá vượng, dù tình huống có khó khăn đến đâu rồi cũng sẽ được sự tương trợ và chỉ dẫn, dẫn lối kịp thời để khơi thông bế tắc. Trong năm, mưu sự dễ thành, gia đạo ấm êm, con cái học hành chăm ngoan giúp người tuổi này được nhẹ nhàng đầu óc, tâm lý thoải mái. Thứ năm, tử vi 2021 tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, sơn đầu hỏa. Bước vào năm 2021, vận trình của người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 may mắn được ấn quan trợ mệnh nên công việc suôn sẻ hơn, sẽ được quý nhân chỉ dẫn và giúp đỡ tận tình. Cơ hội sự nghiệp nhiều lên, việc học hành thi cử cũng đạt kết quả tốt. Tài lộc ổn định, chủ yếu đến từ công việc chính, nhưng mức thu nhập này đủ để bạn trang trải cuộc sống hàng ngày. Con giáp này còn nhận được sự ủng hộ và động viên từ gia đình nên có thể thoải mái theo đuổi điều mình thích, không có gì phải lo lắng. Thứ sáu, tử vi 2021 tuổi Đinh Hợi sinh năm 2007, ốc thượng thổ. Người tuổi Đinh Hợi sinh năm 2007 có một năm học hành tấn tới khi ấn quan xuất hiện. Thái độ ham học hỏi, chủ động tiếp thu kiến thức không chỉ trong sách vở giúp cải thiện thành tích, học tập khá hiệu quả. Quý nhân vận khá vượng sẽ giúp bản mệnh gặp được những người thầy giỏi, người bạn tốt trợ giúp cho cuộc sống của mình. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Hợi. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!